shrimp. They go wrong. What's a shrimp farm? Cái bãi rác. Oh, rồi đó coi. Này thành ra giống như là sò không hả? Rác nó thành giống như sò, vỏ sò vỏ. Giờ đi. Nè bãi biển rồi nè. Mà nước nước lớn ha. Cái đó là cái bờ cảng bờ kè biển. Nước lớn. Nước lớn rồi. Nước lớn đã ra. Quay em ba. Cái máy. Gió mát thôi anh. Kim quay thôi kim. Dạ. Nước lớn nè. Nè, đó gió mát nè. Đó thấy không? Đó nhìn nước lớn rồi đó. Cái bờ kè bên ngoài. Bờ kè ngoài đó. Đây gì chị? Còn cái đó núi dưới mà. Bởi vì sao mà sau này mà mở được cái đường biển này thì coi như cái Vũng Tàu gần lắm, còn không phải thành cái băng tắc. Thì đây nếu mà nếu đây về cao tốc nó dùm thấy cái dãy núi đó. Mấy cái lỗ là cho bồi bụi sa vô đó anh ba, cho nó bồi bụi sa vô đó. Thank you.
Mới nhìn giống giống con chó này đẹp dê không? Dê dê lỗi dê. Huge. Nghĩ tới lỗi dê. Lỗi dê. Lỗi dê. Thấy con dê đó là thấy lỗi dê. Nhiều khi kim bị chặt đi nó ủa dê hả thôi. Hồi đó vợ bệnh cũng thấy Canada thôi mà mấy con cú chứ không phải. Basically a big house, yeah. But it's only for birds to come in and then they like spit out their saliva and then that's how they collect it. Nice. I know this would be good. Basically, but like they go here to throw up and then they collect it. Ứng mà con xuống đây là cái như con phơi xương nữa rồi. Như nước bùng quá trời ơi, đẹp thui rồi. Như cặp này đen. Vậy là xôi bút ở đây về uống đâu là cái cà phê. Bà đừng uống nha nữa. Khoảng chừng 5 năm, 10 năm nữa là bút bút. Nó đâu đúng là chắc chắn rác quá ha. Đây mà nha. Ông Mỹ trong này có cái đê rồi đó. Cái đê này nó lại lại là nước vô đây tới đây nó đã giảm tốc độ rồi. Chứ không phải đâu là cà phê. Dạ. Rồi gấp từ từ chịu cho. Gấp từ từ cái từ cùng vô.
không? Đi dịch chưa? Rồi gì các bé nói đi. Này có hư cá sao? Nhắc ngoài không? Thôi, để chạy thôi. Dạ. Mẹ mẹ múc trước đi. Mẹ múc trước đi con chạy. Rồi. Để ăn gì thì múc. Hết chưa? Cá không? Tôm không? Nó chặn nước. Nó chặn nước cái kia nó không vô mà con kêu nó nữa. Còn tôm không? Mẹ tưởng nghe tụ giấu hết rồi. Cứa cá luôn không? Không. Coi đúng rồi, quên đó. Được rồi, được rồi. Không, thơm nước nữa. Để nước nè. Quá rau. Rồi, bỏ rau vô. Bỏ đại vô ha. Bỏ vô đi. Chị ba xong bỏ lên mà. Vậy là mới ra tội phạm. Đó thiệt chị ha. Đến nỗi mà bà sáng thì biết là 7, 6 mấy 7 giờ mới ngồi canh thấy qua là bưng cà phê lên. Em bưu điện không á? Bưu điện mà nói. Bưu điện nghe bưu điện nhà bán. Nó bán bông nhiều phụ nữ gì tới nay còn có đống. Cái đường này về mà sao người ta không dám làm lại đường cho mình nhiều ha. Bán cái đường này cũng là cháy mình. Dạ bán hết rồi chứ phải chưa bán còn mãi chân chừng. Vậy hả?
Hôm trước khi bán thì nó sáng lắm, nhưng mà tới giờ nó bán rồi. Oh,